Cắt sướng. Chọc vào mắt đi xem luôn. Thế cái gốc kỳ quái sushi vỏ bong chóc ấy. Vừa mới nói là clip trước nó cái tỉa trên này cho nó gọn thì nó ngay bán cái tỉa rồi.
nhất là dễ nhìn phải. Cái cành kia để nuôi lại à? Để mạnh hơn tí nữa. Đấy, vừa mới quay nó um tùm mà giờ nó thoáng nhìn dễ nhìn. Cái vuông này phải mạnh hơn rồi nhé. Cắt nó ra hồn được. Đẹp thật đấy. Cái gốc tự nhiên nó thế.